Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ đi bắt vọ xít và sau đó sẽ chế biến món vọ xít để cho các bạn xem nhé. Và đây chính là dụng cụ để bắt vọ xít của mình, đó là một cái vợt được làm từ một cây sào độ dài tùy ý và một cái túi ni lông to để buộc vào cái sào đây. Nào, chúng ta đi thôi. Anh em chúng tôi quyết định sẽ di chuyển lên vườn nhãn trên kia. Vườn nhãn trên kia chắc sẽ có.
bay rồi. Xịt. Chào bắt khóm. Bay hết rồi, bay hết rồi. Rồi ôi, nhiều phết. Hôm trước em đi bắt ở trên kia nhiều thế mà không vào. Đây, một con rơi xuống đây rồi. Kim này. Một con này. Con này không bốc tay được nha. Để lên lá. Con không? Con nữa. Con đi bắt đi. Cầm nước bay vào tay chết. Đây này, đây đây. Đấy. Này sao nó bé thế nhỉ? Lại bay rồi. Con này trốn rất nhanh nhé. Nấp ở cái lá nhỉ? Đá em mất rồi. Đâu còn nữa nhiều nữa. Rồi, bay nhiều quá. Bắt nhỉ. Nhiều phết đấy, nhiều phết đấy. Anh Hai bắt đi, thì cao. Đấy còn những hạng này. Thì Hai nó phải hải nó làm mấy rồi. Hàng đấy. Hàng này. Bắt đây. Không cầm đâu. Anh không thả cầm. Không, quần bố rất. Cho tí nữa.
hơi ít. À thôi, giờ chúng tôi sẽ chế biến để cho các bạn xem cách chế biến. Đây, để có thể chế biến được cái món bọ xít này, chúng ta cần phải có nước nóng. Nóng mà cũng đừng nóng quá nhé, nóng quá nó chết. Đây, giờ đang đợi thằng cô em cho bọ xít vào chậu nước nóng này. Đây, nước này nóng quá giờ phải pha thêm ít nước lã để cho bớt nóng. Chứ nóng quá bọ xít rồi vào chết ngay. Rồi, nóng vừa đủ rồi. Giờ chúng ta cho bọ xít vào. Cho bọ xít vào nước nóng này, lý do để cho đái ra. Đái hết nước đái ra, lát ăn mới ăn được. Chứ không đái hết nước đái ra, lát không thể nào ăn được. Có người cái gì không? Đây, chúng ta sẽ ngâm trong nước nóng này một lúc. Nghĩa là không cần ngâm đâu. Bỏ ra cho nước. Nguyên liệu để nấu cái món bọ xít này cần những gì nhà Hải à? Đơn giản thôi. Muối cho mỡ vào thế thôi. Không không cần lá chanh hay lá gì à? Mình muốn cho vào. Đây nha, các bạn có thể cho thêm một ít lá chanh để cho thơm. Để... lá chanh, lá lốt, lá gừng cũng được. Lá gừng không thể cho vào được. Lát chúng ta sẽ rang những con bọ xít này lên. Đây, ta sẽ cho ít dầu ăn này. Ít muối và một ít mì chính. Mì chính cho ít thôi nhé, không là bị ung thư ấy các bạn. Thank you.
tí xíu thôi. Chúng ta sẽ bày ra đĩa. Tôi đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Đấy. Rất thơm. Bỏ ra đĩa à, thơm quá. Rất ngon và giòn. Giờ giá như các bạn được ngửi mùi thơm này. Rất hấp dẫn. Món ăn trông rất hấp dẫn. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở những video sau.